Rồi mời em gái vô trong. Dễ đây rồi, từ ngồi xuống nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, ok. Tóc rồi. Rồi giới thiệu về bản thân mình, lớn lên to rõ. Em okay. Tên gì? Em tên là Khôi, sinh năm 94, hiện năm nay 26 tuổi. Đang sống ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là quản trị web cho công ty Hoàng Phúc. Quê cưng là ở đâu? Quê em thì ở Long Hải, thì lên Sài Gòn sống từ năm lớp 2 rồi, sống. Mình đang sống với ai trên này? Sống với lại nhà nội. Dạ. Thế còn ba mẹ đâu? Ba mẹ em thì ở quê. Rồi bao lâu thì mình về thăm nhà một lần? Tết với lại lễ cuối tuần nữa, thứ bảy chủ nhật. Rồi, em gái giới thiệu về mình nha. Em là Trang, 26 tuổi. Em là kế toán dịch vụ của công ty, một công ty ở quận Bình Thạnh ạ. Và Sài Gòn lâu rồi, là từ năm nhất em học đại học. Ở và làm việc ở đây luôn. Còn gia đình em thì vẫn ở quê, là ở Huế. Ở Huế hả cưng? Dạ. Sau này mình có cái dự kiến trong tương lai mình có muốn lập nghiệp ở trong này luôn không, hay là mình muốn về quê? Dự kiến hiện tại của em á là em vẫn tiếp tục sống ở Sài Gòn để kiếm tích lũy thêm nhiều nữa. Bởi vì môi trường sống của Sài Gòn cũng nhanh, với là nó phù hợp với cái định hướng phát triển của em. Còn nếu như mà quen bạn trai mà có định hướng chung với nhau á thì sẽ tính tiếp. Rồi, đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Về điểm mạnh thì em khá cẩn thận, bởi vì em làm về kế toán nên nó cũng có mang tới một cái điểm yếu cho em là em ít giao tiếp với bên ngoài. Với là môi trường của em cũng là toàn các bạn nữ, với là bạn nam thì một vòng sau á là nam nhỏ tuổi hơn, nên hiện tại em cũng đang ế. Tại đang ế. Rồi bên đây sao? Ok, nói trước về điểm mạnh thì điểm mạnh của em là dễ gần gũi, nhẹ nhàng, rồi biết lắng nghe và chia sẻ, lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ. Điểm yếu thì là còn ít nói á, chưa có mạnh dạn nói. Hiện tại tâm lý như thế nào? Em tâm lý bình thường thôi chị. Nóng trong người không? Dạ có nóng rồi, tại ở đây không có máy lạnh. Có máy lạnh đó chứ. Vậy chắc là có thể nóng. Có lẽ em nóng quá giờ rồi. Về tình trường thì sao? Cưng trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Một là tình đơn phương hồi lớp 11. Tình đơn phương, trời ơi, đơn phương bao lâu? Thì nguyên năm lớp 11. Nguyên năm luôn? Dạ. Cái cô đó chung lớp hay là khác lớp? Chung lớp với em. Mà cũ có biết là em thích cổ không? Dạ chưa đâu, trong năm lớp 12 em mới nói. Rồi lúc nói thì phản ứng cổ làm sao? Phản ứng cổ kiểu ngạc nhiên, không có nghĩ là em thích. Rồi lúc đó bạn nói là bạn chỉ xem là bạn thôi. Đó, kê mới tình kế tiếp của em thì cũng mới gần đây thôi, được khoảng nửa năm. Quen biết nhau qua trên mạng á chị. Sau lần tìm hiểu á thì không hợp về cái như là suy nghĩ. Kiểu như là bạn đó chưa có tinh tế á, đi vô Starbucks. Thì em nói là uống một ly, em cũng mong muốn là bạn đó cũng là khi mà mua một ly đó thì mong muốn là được uống chung á. Bạn đó kiểu hời hợt với em, cầm ly uống một mình. Nhiều khi cổ tưởng đâu em, bữa nay em không có tiền nên em mua một ly nhường cho cổ uống thôi, chứ sao ta cổ biết được là em muốn hai đứa uống chung. Nhiều khi ta nghĩ em chùm sò nước mà hai đứa đi uống một ly. Ok, đúng không? Mình đừng có làm vậy, khó cũng khó khăn đó. Ví dụ như mà quá thân tình nó khác, còn mình đang giai đoạn tìm hiểu mà. Mình là mình nghĩ là lãng mạn, vậy là em cũng có chút lãng mạn chỏng, đúng không? Dạ. Thí dụ bạn trai em kêu một ly rồi, em có nghĩ rằng là anh ấy muốn uống chung với em không? Vậy là mình tự trả đó chị. Vậy là mình mua một ly khác. Vậy là mình tự trả đó. Cái đó nó nhạy cảm lắm. Em tinh tế gì nhưng mà người ta cũng nhạy cảm lắm, giống như kiểu ý anh này là mỗi đứa tự mua tự uống, khổ ghê. Dạ ok. Còn em tình trường sao? Tính ra là hơi nhạt xíu chị. Hơi nhạt hả? Bây giờ bỏ muối vô cho nè. Rồi vô. Là không có tình chính thức nào hết, chỉ không có đơn phương thôi chị. Là em đơn phương người ta. Dạ. Rồi sao ai cũng yêu đơn phương chi cực vậy trời. Đơn phương xong rồi người ta lấy vợ luôn á chị. Không có cái màn yêu đơn phương nha, mà có tỏ tình, có thổ lộ cho người ta biết không? Nhạt quá, mình thích mình phải nói. Một mối tình duy nhất đó thôi. Dạ đúng rồi. Nên nó nhạt lắm chị. Nhạt nhẽo dữ vậy trời. Trời ơi, Huệ mong Huệ mưa mà rắn mà không có tình yêu nữa. Chắc tại vì môi trường á chị. Em kiểu bạn em kêu kháng quả hỉ. Bạn em kêu em là trách nữ á chị. Cuối tuần là cứ ở nhà thôi, ai rủ mới đi. Rồi chứ yêu nhau rồi làm rắn. Dạ thì yêu nhau thì mình lắp sắp lịch. Muốn thắng, muốn thành công cũng phải dồn hết tâm huyết. Thì trong tình yêu cũng vậy, thì nó mới thành công được. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Những bạn gái là tâm lý nè, tinh tế, nhẹ nhàng. Đúng, ngoại hình có mong muốn, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì cũng có, không có nhiều. Nhỏ nhắn nè, rồi nhỏ nhắn là sao? Là muốn cao thấp mập ốm như thế nào? Ý là gọn. Gọn như em. Như em ưa nhìn là được. Tiêu chuẩn mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Em cao mét mấy? Cao mét 55 thôi chị. Mét 55, em cao mét mấy? Em 63.
À, thế cũng được được ha. Dạ. Rồi còn gì nữa? Vui, tính tình vui vẻ chị, hòa đồng xíu. Tính em cũng hơi tưng tửng nên. Tưng tửng hả? Tưng tửng là sao? Tức là với những người mà em thân quen á, em nói chuyện cũng tưng tửng, nhiều khi họ cười, câu chuyện vô bổ của em thôi. Em muốn một bạn vui vẻ, có thể giỡn giỡn với em được. Style bạn thì trẻ trung một xíu chị. Tính em nó cũng hơi trẻ con xíu. Mập không, cao thấp mập tức là không có mập quá là được chị, không có béo gì. Sao không thích hói? Bởi vì mấy bạn đó nhòm già hơn tuổi. À, hói là nhòm già hơn tuổi mà tao nói mấy người hói thông minh lắm. Cũng không cần thông minh lắm đó chị. Rồi, hói thì bên đây thấy không có hói rồi đó. Tính tình thì một hồi em tự kiểm tra. Dạ đúng. Chứ cơ bản nhìn bên ngoài thì cũng tương đối. Có hình ảnh gì của hai bạn không? Cho chị mượn coi. Đây. Dạ. Bốn cặp đôi giò này em thích cái giò nào chỉ đi chị làm mai cho. Đó. Có gợi ý gì không chị? Gợi ý hả? Đó, cao 1m55 hả cưng? Cao 1m55, nặng nhiêu ký? Dạ nặng 52 kg. Ờ, chắc bạn này. Sao em đó bạn đó? Cái này cảm giác hơi trực giác thôi chứ em cũng không có cái. Ờ nhưng mà em lựa chọn theo cái gì, trực giác gì mà chỉ vô cô này trong tại đây vì có bốn cô. Là maybe thì bạn đó có thể là đeo mắt kiến, em nghĩ là vậy. À. Tại vì kế toán thì chắc tập trung nhiều. À vậy hả? Chỉ có bạn này đeo mắt kiến thôi thì rồi. Em loại si thôi. Ủa vậy tất cả mọi người làm kế toán đeo mắt kiến hết không hả, cái này người? Là ok ok, cảm xúc của em là như vậy, tốt, giữ nguyên đó. Chị sẽ làm mai cô đó cho em. Rồi, bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận của bạn trai ngày hôm nay đúng hay không nha. Dạ, không, đúng rồi chị. Đúng rồi, trời đùa cho em cho vui, hay á. Nhỏ này công nhận phân tích hay ghê. À, em giỏi phân tích mà chị. Rồi, giờ tặng quà đi, chút xíu tôi nhờ phân tích vài vụ nữa. Ok chị. Ok, tặng bạn cái món quà nhỏ xíu nhưng mà nó ý nghĩa. Mày cũng có quà. Thank you em. Rồi, bây giờ cái món quà nhỏ xíu mà ý nghĩa là gì, có thể nói chị Tường biết không? Được chứ chị. Món quà này là cuốn sách về giá trị về tâm hồn thôi. Đâu đó đi làm hay là những cái lúc mà mình buồn hay là gì đó thì lấy cái cuốn ra đọc thì nó giúp cho mình một cái cuộc sống nó tích cực lên. Rồi em hình như chị cũng thấy cuốn sổ, cuốn sách gì chồng phải không? Cuốn sổ chị, thì những người đi làm cần có sổ để ghi nhớ. Nốt lại và nốt lại chị. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra, em cảm thấy như thế nào? Lúc mà chưa mở lên thì khi mà nhìn hình á thì em đã cảm nhận rồi là bạn này luôn rồi. Dạ. Nhưng mà khi mở lên thì em thấy sao? Thì là bên ngoài xinh hơn trong hình. À rồi, thế còn em? Dạ bạn hơi ngại á chị. Bạn không nhìn thẳng. Kìa thấy chưa? Hơi ngại không nhìn thẳng okay, mặt okay, gái okay. Kìa. Sao ok? Ông tại đang nói chuyện nên ok. Bởi vì em thấy bạn nó còn hơi ngại ngùng. Hơi ngại ngùng. Thôi bây giờ chị Tường sẽ tạo một chút không gian riêng cho hai bạn sẽ được trò chuyện với nhau. Rồi, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng My Model. Xin mời. Chị Tường mời hai bạn nha. Đây là một cái món ăn trời ơi hấp dẫn quá. Cái này phụ nữ thích lắm nè, hải sản ăn không có mập mà trang trí rất là bắt mắt. Đây là món tôm càng đúc lò với muối Hồng Kông, là một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng My Model nha. Tôm này là tôm càng xanh, rồi chẻ đôi ra cái mình tẩm ướp gia vị vô cho nó thấm ở bên trong đó. Mình đúc lò nướng với muối Hồng Kông, nhưng mà được cái là cái da nó da giảm để nó phù hợp với khẩu vị của người Việt mình. Là một món ăn không thể thiếu ở những buổi hẹn hò ngay tại nhà hàng My Model ha. Biết đâu món ăn kỷ niệm đầu tiên, mai mốt bấm nút hẹn hò ngày kỷ niệm nhớ quay lại đây mỗi tháng ăn cái món này nha. Tiền tự trả chứ phải chị nha. Rồi chúc hai em một bữa ăn thật ngon miệng. Nhớ chị. Vô nhà hàng kêu hai con tôm đừng kêu con nha, hai đứa ăn chung ăn chia không có được đâu. Được chứ chị. được luôn hả? Rồi ăn ngay cơm ngon miệng chị. Nha bạn có thích món hải sản? Đúng rồi, hải sản mình thích mà. Thích mà. Vậy có hay đi ăn ốc? Có, đó, mình đi ăn ốc với bạn. Ở quận 4 đúng không? Không, mình ăn quanh Bình Thạnh thôi, mình ở ngoài đó. Mình làm, bạn làm cái đó bên công ty đó cũng lâu rồi đúng không? Đúng rồi, mình làm từ lúc ra trường tới giờ luôn. Bạn có hút thuốc không? Không biết hút thuốc. À, bởi vì mình không thích người hút thuốc cho lắm. Không biết hút thuốc. Bởi vì tính mình cũng hơi bảo thủ. Tức là khi mà mình bảo vệ một vấn đề là mình cũng hơi bướng xíu. Nhưng mà nếu như mà người đối diện á mà thuyết phục được thì mình ok. Ý là hút thuốc mà thích thuyết phục. Không phải hút thuốc thì tôi không tưởng hút thuốc và thuyết phục. Không được mình không thích những người hút thuốc bởi vì nó gây hại sức khỏe thì ok mình không biết hút thuốc. Bà có gì cần hỏi không? Có chứ, hồi xưa bạn học đại học nào? Đại học kinh tế quận 10. Quận 10 đúng rồi. Gần nhà mình.
Ồ, bạn cũng ở đây từ hồi đại học luôn hả? Bạn à, cao nhỏ. Nếu mà bạn chính tự chắc cao 38 đúng không? Đúng rồi. Bạn có bạn ở đó hả? À, hồi xưa có cho vô những cái group về kinh khoa kinh tế, tham gia những cái startup bên bển. À, tức bạn cũng muốn thành lập những làm. À không, ý là có đó. Một cái anh học trong kinh tế mở ra những cái startup dành cho những cái student, những cái học sinh sinh viên trong trọng, nhưng mà mình không học ở trong đó, nhưng mà mình biết. Bây giờ bạn có, tức là trong cái lâu dài là bạn đang làm ở Sài Gòn luôn phải không? Ở trước giờ thì ở Sài Gòn mà. Lên đây từ còn nhỏ rồi. Mình ở Sài Gòn thì ở lâu thì cũng quen. Ở lâu rồi quen hả? Đúng rồi. Thì ở lâu rồi. Riết là thành người Sài Gòn luôn. Thiếu chút nữa là nhập khẩu Sài Gòn luôn. Ok. Nếu mà về chung nhà thì là nhập khẩu Sài Gòn luôn. Khi mà quen nhau á, bạn nghĩ mình nên gặp nhau bao nhiêu lần một tuần? Thì nếu mà có thời gian rảnh thì sắp xếp được thì gặp nhau thôi, không quan trọng về thời gian. Bạn làm về web không? Quản trị web đúng không? Thì theo mình biết quản trị web thì nó cũng có nhiều job chạy xuyên đêm xuyên ngày á, thì bạn có chạy xuyên đêm mà cũng tùy vào cái campaign của công ty. Nếu mà campaign nó đi vào khuya này nọ thì mình follow thôi, chứ cũng không đến nỗi là phải overnight hay là ấy, là qua đêm làm việc. Tức OT. Không OT gì. Công việc là đang cắt tóc ạ. Đang làm thợ cắt tóc, làm cho ai, cho nhà em hay là cho sao? À, em làm thợ thôi, em làm thợ, em làm thuê. Em sinh năm 96 hả? Dạ đúng rồi, em sinh năm 96. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Huy ơi. Điểm mạnh này vui vẻ, niềm nở. Điểm yếu thì có hút thuốc với lại uống rượu bia. Thêm đi em nói chủ động chia sẻ về bản thân nhiều hơn cho chị ha. Còn gì nữa không? Thì nói chung là người điểm mạnh nữa, điểm yếu nữa hả chị? Đúng rồi, em còn gì không? Rồi nói đường tình duyên của em đi. À, đường tình duyên hả? Đường tình duyên thì mới chia tay người yêu chắc được 3 tháng ạ. Là sao? Em quen được, chia sẻ cụ thể đi, lý do tại sao chia tay. À, em quen một bé tầm 19 tuổi thì cảm giác thì bé hơi trẻ con nên chia tay. Rồi, vậy muốn tìm bạn gái như thế nào? À, cũng là một người vui vẻ, niềm nở, biết chăm sóc bản thân. Rồi gì nữa không? Vui vẻ, niềm nở, biết chăm sóc bản thân thì ngoại hình thì bình thường thôi. Em đi làm này là bao nhiêu lâu rồi, cắt tóc á? Dạ, em làm nghề cắt tóc từ đầu năm. Là mới đây thôi. Dạ, đúng. Trước rồi. Đó em làm cái gì? Dạ, trước đó em có làm tự do rồi đầu tư các rồi có Rồi bây giờ là công việc đã ổn định chưa? Dạ, hiện tại thì em ổn định của cái nghề cắt tóc thì em đang làm nghề thì đang là ổn định rồi. Cái thu nhập mình mỗi tháng khoảng bao nhiêu em? Dạ, thu nhập mỗi tháng tầm từ 9 đến 10 triệu. Rồi em ở chung với gia đình hay sao? Dạ, em ở trọ vậy. Ở trọ hả? Sao là không gần nhà mình hay sao? Em làm ở đó là sao ở trọ? Dạ, em quê Đắk Lắk nhưng mà em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang làm ở quận 12. Rồi ok em, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình trao đổi thêm nha. Dạ. Nghe Huy nha. Rồi cảm ơn em ha. Về bản thân nha, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ha. Dạ, em tên là Lê Tùng, sinh 1991, quê quán thì ở Đắk Lắk mà hiện tại thì đang ở Củ Chi ạ. Công việc của em thì kinh doanh quần áo, shop quần áo. Rồi mình bán quần áo gì em? Ý là đồ nam á hả? Dạ, bán ngoài sao phải không? Dạ em bán cả nam lẫn nữ ạ. Dạ. Cả nam lẫn nữ mà ế ta. Nữ là vô đó mua đó là do không có cô nào được hả? Ông chủ mà. Dạ không mua thì mua chứ mà mua người ta đi kiểu như em nhát á.
Trời ơi. Rồi, thôi bây giờ nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi em. Điểm mạnh của em thì làm cái gì thì em phải làm cho xong cái đó. Còn điểm yếu của em thì nhát gái với là ít nói. Rồi nha, được bao Tình nhiêu duyên mối của tình em thì rồi? cũng có một mối tình mà lâu rồi, cái thời em còn đi học rồi cho đến bây giờ. Rồi, ủa rồi từ hồi đi học rồi bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi thì tại sao mà không quen được ai? Lý Thì do gì mà ế? cũng lo công việc rồi của em. Công việc của em thì từ sáng tới khuya, 7 giờ sáng thì em bán tới 10 giờ 11 giờ rồi đóng cửa cái đi ngủ, là cứ như lặp đi lặp lại bao nhiêu năm vậy. Thế thì từ đó ế luôn. Em bán hàng là bao lâu rồi? Dạ em bán riêng cho em thì 3 năm, 4 năm ạ. Riêng cho em thì 4 năm, mà trước kia thì em đi làm cho người ta cũng là bán quần áo, xong rồi cũng bán giống vậy đó, rồi sáng làm tối khuya đi ngủ, cứ ngày qua ngày thì trở thành nên đến giờ luôn. Là em đi làm cho người ta cái nghề này là bao nhiêu lâu? Dạ em làm cho người ta nghề này cũng 10 năm. Đồ dữ vậy luôn đó hả? Dạ rồi xong em ra làm riêng cho mình. Vậy cũng ngon lành rồi, vậy coi như là nhà cửa đồ ở đây là mua chưa hay là sao rồi? Dạ nhà cửa ở đây thì chưa có, Tích chỉ góp rồi được là gì em. Dạ tích góp thì có, nói chung là giờ lấy vợ thì lo cho vợ được. được bao nhiêu rồi? Trời ơi, phải tâm sự cho chị nghe với coi. Dạ thì tiền của em thì trong cái shop này ạ, cũng vài trăm thôi ạ, chứ không có nhiều ạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào nè? Em cao bao nhiêu Tùng? Dạ em cao 1m65. Rồi. Em tìm mọi người thì dễ thương với là hiền, chịu khó. Tại nghề của em thì cũng buôn bán, cũng cằn lanh lanh cũng được mà hiền cũng được. Rồi. Giống như đi kiếm đối tác làm ăn quá vậy trời. Về thân phụ đỡ tốn. Dạ Rồi. Rồi gì nữa không? Yêu cầu quê quán rồi ở đâu gì không? quê quán thì ở đâu cũng được mà cùng quê thì càng tốt. Dạ quê quán thì ở Cùng đâu quê. cũng Em được. là ở Đắk Lắk đó hả? Dạ em ở Đắk Lắk. Rồi ok, chị hỏi cái này thôi, nếu mà trường hợp mà cô đó cũ ly dị thì được không? Này chị hỏi thôi. Dạ ly dị thì chắc không được, tại em ba mẹ em kêu là tay 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 còn tay chưa vừa á. dạ Ok. dạ Rồi ok em. dạ Rồi. Ok, nếu mà rồi điểm ngoại hình bạn gái rồi những cái yêu cầu gì khác không? Điểm em dạ không thích ở bạn gái là gì? ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi. Còn không thích thì em thấy quan trọng là về hai người thì biết nhường nhịn nhau là được rồi. Dạ. Rồi Như vậy là ok được em. rồi. Dạ. Rồi, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi chắc trao đổi rồi mình hướng dẫn thêm những cái thủ tục sau nha. Dạ rồi, em cảm Rồi, ơn ạ. cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chương trình. Mình là Nguyễn Văn Ngọc. Bạn nghe rõ không? Rồi em chủ động nói em ơi, bên này mình nghe rõ, mình không nghe rõ mình sẽ lên tiếng nha. Em chủ động giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của em. Văn là 1994, quê quán ở Hà Tĩnh ạ. Công việc làm công nhân. Bạn nghe Em đang làm rõ ở đâu? Em đang làm ở đâu? không? Mình đang ở cái nhà Là ở Hà Tĩnh làm luôn hay sao em? mình ở Hà Tĩnh luôn mà. Nếu mình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào được không? Cái đó thì vào bình thường thôi. Rồi. Rồi ok. Em nói mà một chút điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của em đi và hình mẫu em mong muốn nha.
Thì nói chung gái đó thì nói chung là hơi chị có nghe không ạ? Em nói đi em ơi. Có nghe giờ như vậy Chị có nè. nghe em rồi không? Em có nghe chị nói rõ không? Alo. Em nghe mà Rồi chị như cứ thế nói đi này em nè. nghe mà. Như thế này nè Ngọc ơi, chị chỉ đặt câu hỏi cho em và em phải tự mình em nói chứ không phải là chị trả lời từng câu với em hiểu không? Đang kiểm tra về cái khả năng ăn nói của em. Cho nên không phải là em nói dạ điểm mạnh em làm biết nấu ăn. Chị ơi chị có nghe em không? Chị vẫn nghe. Nhưng mà em tự em phải trình bày về bản thân của em á chứ chị không có trả lời từng câu, em hiểu không? Không phải là đối thoại mà chị nói một câu em nói một câu mà là em cái khả năng nói chuyện của em để mà chị đang chọn em lên sân khấu bạn muốn hẹn hò ghi hình mà. Đó, rồi em tự em chia sẻ đi, chị không có nói nữa đâu, em có 5 phút để tự nói chuyện về bản thân mình đó, em tự nói về bản thân em đi. Chị đã gợi ý rồi đó, điểm mạnh, điểm yếu, tình duyên của em, yêu bao nhiêu người rồi, mong muốn gì ở chương trình. Rồi hết ha, chị không nói nữa nha, em nói đi. Rồi thôi chắc được rồi đó, bạn nói một nhiêu đó cũng được rồi em ơi, nếu mà trường hợp như thế này thì mạng cũng kém quá. Đúng rồi, thôi chị xong rồi đó, em cứ nói với bạn đi, có gì nếu mà được chọn thì bên chương trình liên lạc lại cho ảnh sau đó.